thấy có lúc đôi ta nhận ra không thể thiếu vẫn nhau. Bước trên chặng đường mới cùng nhau, bàn tay nắm tay. Bước trên dòng đời hãy nghĩ về nhau. Bước trên dòng đời hãy nghĩ đến nhau. Ta dù trên bờ vai nhau mỗi ngày, hãy hướng thật xa về tương lai kia. Em tựa như ngồi sóng trong ai, hãy nắm thật chặt đôi tay anh nhé. Hãy nhắc tên anh từng cơn mơ, hãy nhắc tên anh từng nỗi nhớ. Bằng một cảm xúc chỉ dành cho em một thứ, đó là yêu. Bên em chỉ toàn là hạnh phúc, đủ cười duyên dáng với nét mặt yêu kiều. Nắm tay em đi vòng quanh thế giới, trên quãng đường đó để hâm nóng tình yêu. Cùng nhau ta bước đến tận cuối đời, ta như là một khoảng thời gian ta đã yêu. Ta hãy cùng nhau đi tiếp để kết thúc những con đường dài kia. Cùng nhau xây đắm trong những ký ức đang xen vào nhau. Vượt qua mau vượt qua sông bao những thứ gây đến những phiền muộn kia. Cầm tay anh nhé. Ta dù trên bờ vai nhau mỗi ngày, hãy hướn thật xa về tương lai kia. Em tựa như ngồi sóng trong ai, hãy nắm thật chặt đôi tay anh nhé. Hãy nhắc tên anh từng cơn mơ, hãy nhắc tên anh từng nỗi nhớ. Mệt quá là tôi bị ngủ sớm á mọi người, nên không có live stream cho mọi người được. Nên là ngày hôm nay bé Go đã biết lỗi của mình, bé Go đã live stream bù cho anh em. Ok không anh em? Ê tin không? Hôm qua là tôi bị mệt anh em ạ. Hôm qua tầm 4 giờ chiều tôi ngủ bàn nữa rồi. Tôi ngủ một mạch tới tầm khoảng là 6 giờ sáng. Tôi ngủ đâu đó là tầm khoảng là 12, 14 tiếng đồng hồ. 4 giờ chiều đến 6 giờ sáng 14 tiếng đồng hồ. Tại vì anh em biết không, ngày hôm qua tôi làm bị mệt quá mọi người à. Ngày hôm kia tôi không có ngủ luôn. Hôm kia tôi không có ngủ, tôi làm nốt cái video là sinh tồn rồi là công nghiệp cho mọi người coi đó. Đó nên là ngày hôm qua ngủ quá trời ngủ luôn mọi người ơi. Nên là không có dậy, không có livestream nổi. Không livestream nổi thôi ngủ luôn. Để hôm nay livestream bù cho mọi người, xin lỗi mọi người nhiều nha. Mà mệt quá mọi người. Mệt quá, mấy nay làm việc mệt quá. Đó, nãy có anh em nào hỏi tôi dạo này khỏe không đó. Không nha, mệt nha, rất là mệt luôn. Hôm qua là bị dính một quả rồi đó. Ngủ lấy bị luôn, trời ơi. Yến yêu bò sữa, em vừa học bài vừa coi anh. Trời, cảm ơn Yến nhiều nha Yến ơi. Mấy bữa nay em trốn coi like của anh Sộn này, trốn tiếp thôi nha, không có trốn nữa nha. Bằng băng Bùi Nguyễn nha, không có trốn nữa nha em. Mai game ma đi anh. Ok em nha, ok luôn. Nhưng mà quan trọng là anh phải tìm được một tựa game ma để anh chơi cái đã em ơi.
Bây giờ là anh mới tìm được một cái tựa game nó siêu cấp VIP Pro tật nguyền. Thế anh tự nhiên anh lướt vòng vòng ở trên top top, anh thấy có cái bạn kia bạn giới thiệu game hay quá, chàng hai hôm nay bật like lên chia sẻ đi. Bấm chia sẻ cho mẹ đi mấy con. Chia sẻ liền nha. Bấm like cho mẹ đi con. Bấm like đi nào, bấm like đi. 400 view rồi mà có 200 like thôi. Không ổn nha. Này không ổn em mới đi. Bấm like cho mẹ đi mấy con. Like đi nào. Anh nên có bán trà tắc không? Anh nhà không có bán trà tắc em ơi, nhưng mà anh có thể gọi là khiến cho cái con đường tình yêu của em nó ngừng tắt. Yêu đảng đi em. Yêu đảng đi nha. Mình để bao nhiêu năm rồi mình yêu đảng đi, được không? Ừ. Anh chơi game gì? Má, bây giờ nghe nói đến, bây giờ nghe đến cái câu hỏi này là chị biết nở một nụ cười thật tự tin. Sau đó là đậu xanh và ông không chịu đọc tiêu đề hả? Cái tiêu đề để rõ ràng là The Professional. Là hôm nay chơi cái game đó đó, sau cái tiêu đề, sau cái dấu gạch chéo một cái là cái tiêu đề cái game chơi đó mẹ. Đồ quên. Thôi nha, mốt nào hỏi nay chơi game gì nữa không trả lời nha. Nha. Lethal Company ngày mai đi anh. Ồ, game đó nghe đồn đâu là đắt lắm. Game đó nghe đồn là đắt lắm. Để tôi coi thử coi là tôi mua chưa. Lethal à. Ôi dồi ôi, game chưa mua luôn. Quá tuyệt vời. Để coi coi là game đó bao nhiêu tiền nha. Lethal Company. U là trời. 142.000 cũng rẻ mọi người. Ừ, 142.000 cũng rẻ. Để coi mai mốt gì rủ GB chơi thử mọi người ơi. Nói chung là cái game này đã bị cái đồ họa của nó không có được tốt thôi mọi người. Cái đồ họa của nó đang không có đúng gu của tôi á. Cái đồ họa nó không được HD là tôi không thích thôi. Chứ mà cái lối chơi của mấy game này tôi thích. Hét tên đi con chào bạn Lê Hương. Như đầu video tôi nói đó, mấy bên đây tôi mệt lắm, đâu có hét được. Nhớ 2023 anh nhiều người xem lắm mà. 2023 nhiều người xem tại trong hè á em. Trong hè á. Má, trong hè lên 10.000 coi là bình thường. Còn bây giờ người ta đang trong mùa thi đó má. Người ta đang trong mùa thi đó. Mấy cái tôi flop rồi nha. Giờ mình livestream mình vui vẻ nhau thôi. Đọc tên em đi anh. Ừ, chào bạn Hưng Toka Toka nha. Anh ăn bánh khoai mỡ không? Em đang làm nè. Khoai mỡ đó giờ tôi chưa có ăn mọi người ơi. Đó giờ tôi ghét ăn khoai lắm thiệt. Anh cặp. Anh có cạo râu không? Không, tôi không cạo râu. Tôi quát râu. Tôi quát râu. Bữa hồi đó là tôi còn cạo nhiều. Nhưng mà tôi cạo xong rồi nó mọc ra lại mọi người, nên là tôi quyết định là tôi quát luôn. Quát nó lâu lên. Sao không tua được dáng này livestream má? Livestream không tua được nha. Vậy dịch đâu anh hả? Dịch chắc đi ngủ rồi em ơi. Đọc tên em đi. Ừ, chào bạn Hưng Toka Toka. Đọc hai lần rồi đó ông nội. Đô gây mi pha son la si mê anh. Cờ la ga. Hồi nhỏ không nhạc lý không? Hồi nhỏ mấy điểm nhạc lý? Đô rê mi pha son la si đô. Ở đâu mà đô rê mi pha son la si mê? Hồi nhỏ âm điểm vật lý, âm điểm nhạc lý đúng không? Hồi nhỏ âm điểm nhạc lý nè. Sao em chưa có bồ vậy anh? Bây giờ muốn có bồ dễ lắm em à. Điều kiện tiên quyết nhất để có bồ: một, đẹp trai đẹp gái; hai, vẫn là đẹp trai đẹp gái. Ok em nhé, cứ thế mà làm. Cứ tát bản thân mình đi. Trên cuộc sống này không có ai xấu hết. Không có bất kỳ ai xấu trên cuộc đời này hết. Chỉ có những người không biết chăm chút cho bản thân mình thôi. Hiểu không? Bất kỳ cái gì nó cũng có vấn đề giải quyết hết. Mình xấu ở khuôn mặt ư? Mình có thể mắc cúp. Mình có thể chăm sóc da. Mình có thể làm lại mọi thứ. Không? Mình xấu ở body ư? Mình quá béo ư? Mình có thể đi tập gym. Mình quá gầy ư? Mình có thể đi tập gym và ăn liệu trình tăng cân của tập gym. Không? Cái gì nó cũng có cái gọi là giải quyết của nó hết. Quan trọng là các bạn muốn hay không. Các bạn muốn mình đẹp hay không? Nha. Không thể nào mà hả? Mình bị béo lên, xong người ta chê mình béo xấu. Cái xong mình kêu là hả? Ôi mày đang body xăm minh tao, đâu đâu lấy đó đang chống chế được mọi người. Body xăm minh khác với cái việc người ta đóng góp ý kiến để các bạn gọi là cải thiện cơ thể. Nếu như mà người ta nói với các bạn là ôi thằng này nó béo, thì với một cái ý nghĩa là người ta tô xích, người ta chăm chọc bạn thì ok, đó là tôi chấp nhận người ta đang body xăm minh các bạn. Còn nếu như người ta kêu ôi chị ơi chị béo quá, chị đi giảm cân đi, giảm cân nó sẽ đẹp hơn đó, thì cái đấy là người ta đang đóng góp ý kiến cho bạn. Bạn không giảm cân thì thôi, mà không biết là thiệt bạn đó. Chứ không thể nào mà nói đó là body xăm minh được. Nói chung là trên cuộc đời thì không có ai là xấu hết. Chỉ có những người không biết làm đẹp cho bản thân thôi. Hiểu không? Sao mỏ anh bự vậy? Kệ anh đi em ơi, mỏ anh bị chó cắn á mà. Hồi xưa anh có bị đánh oan ức chưa? Hồi xưa bị đánh oan ức thì chưa. Tại vì cái trận đòn nào mà ba mẹ đánh tôi cũng đáng hết mọi người. Cái trận đòn nào ba mẹ đánh tôi nó cũng đáng hết. Trời ơi. Rồi để tôi nói thiệt với mọi người nha. Hồi đó là tôi có một cái tuổi thơ
Nói chung là tuổi thơ của tôi thì nó bất hạnh hơn mọi người, bởi vì là không có được đi ra ngoài chơi nhiều á, nên là đa phần cái tuổi thơ của tôi sẽ là ở nhà và vòng vòng khu shop của tôi, chứ không có được đi xa đó. Nên là cái tuổi thơ của tôi sẽ bất hạnh hơn mọi người một chút, nhưng mà bù lại là cái tuổi thơ của tôi là nó cũng còn ở ngoài một chút, nó không có còn ở trên, nó không có ở trên mạng xã hội này nhiều, nên là đôi lúc giờ tôi nhìn là tuổi thơ của tôi nhiều bất hạnh, nhưng mà nó có một cái gì đó nó tự hào. Thì hồi nhỏ là tôi có một cái trận đòn mà tôi nhớ tới giờ luôn, mà tôi nghĩ cái trận đòn đó là ba mẹ quýnh tôi là đáng nha. Cái trận đòn đó là ba mẹ quýnh tôi là đáng. Thì cái ngày hôm đó là ba mẹ tôi đi ăn chay, thì ai biết đó, nhà tôi là đạo Phật. Có nhiều anh em đến bây giờ vẫn chưa biết tôi đạo gì, thì tôi nói luôn là nhà tôi đạo Phật. Thì là nhà tôi là thường hay thờ cúng mấy cái bàn thờ rồi đó, thì ba tầng đúng không, thì ở trên tầng sẽ là thờ Phật nè, với lại là thờ ông ngoại của tôi. Ở bên dưới ở tầng cuối cùng, ở cái dưới tầng chệt luôn á, là cái tầng đó sẽ để phòng khách. Nhưng mà nhà tôi thì ít khách vô, nên là vừa để phòng khách vừa để cái chỗ giữ xe kế bên, và ở bên trong sẽ là bàn thần tài. Hello, anh em đã quay trở lại sau nguyên một tháng cô coi livestream của anh. Dạ like lại đó Sunny, coi lại nha em, nhớ coi lại là nhện coi lại đó. Đó ok, bây giờ mình kể tiếp nha. Thì ở dưới nhà tôi á là sẽ có một cái bàn ông thần tài. Còn ở bên trong, ở bên kế bên cái bàn để tiếp khách á là một cái bàn ông thần tài. Ở bên đằng sau là cái bếp, và ở trong cái bếp sẽ có bàn ông táo. Ok, tuổi thơ của tôi nó sẽ không có gì thú vị, và cái trận đòn đó nó cũng sẽ không có gì xảy ra nếu như ngày hôm đó không tới. Thì đó, ngày hôm đó là gia đình tôi đi ăn chay, là tất cả mọi người đều đi, ba tôi đi, mẹ tôi đi, bà ngoại tôi đi, tôi không được đi. Bởi vì sao? Tôi đi ai coi nhà, đúng không? Tôi đi ai coi nhà đó. Đó là mẹ tôi kêu là thôi bây giờ con ở nhà con coi nhà đi, mẹ đi mẹ mua đồ ăn về cho con ăn. Ok ok. Hồi xưa anh em có gọi là hay thích ở nhà một mình không? Hồi xưa anh em có hay thích gọi là ba mẹ đi xa rồi mình ở nhà một mình không? Có thích không? Có đúng không? Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy. Nhưng mà ngày xưa là tôi không có mấy cái trò kiểu trò chơi điện tử cái thứ đâu. Nó là rất là ghiền được chơi điện tử, mọi người hiểu không? Rất là ghiền luôn đó. Thế là hồi đó là nhà tôi, là cái thời gian đó là nhà tôi cũng lên khá giả một xíu rồi. Thì mẹ tôi đi, mẹ ba tôi đi, ba mẹ tôi đi á là sẽ cầm theo hai cái điện thoại đó, nhưng mà để cái iPad ở nhà. Đâu ba mẹ tôi đi xong rồi để cái iPad ở nhà đó. Thế là tôi mới đi lên lầu tôi rón rén. Khi mà ba mẹ tôi đi rồi, tôi lên lầu tôi rón rén, tôi biết cái chỗ mẹ tôi cất iPad ở đâu. Hồi xưa mẹ tôi không cho tôi cầm iPad chơi, tại vì mẹ tôi kêu hả, mày học mày không lo học, mày lo mày chơi iPad, mày chơi iPad là mai mốt mày ngu cái đầu mày đi đó. Nhưng mà tôi không thấy ngu đâu, mà tôi thấy tôi càng ngày tôi càng thông minh hơn. Tôi thông minh ở cái khoảng là mẹ tôi cất iPad đâu tôi biết hết. Trời, mẹ tôi bày đặt giấu iPad rồi người, mẹ tôi bày đặt đi giấu iPad chứ, mẹ tôi giấu iPad không cho tôi biết mà hả. Cứ mỗi lần mà mẹ tôi giấu đâu tôi biết hết trơn, hay không? Mẹ tôi giấu đâu tôi biết hết trơn luôn. Sao vậy à, mà tôi không biết bằng cách thực kỳ làm tôi biết á. Thì lúc mà ba mẹ tôi đi xong không, tôi lén lén tôi lên lầu tôi dỡ cái tủ ra. Mẹ tôi cất kỹ lắm nha mấy ní, mẹ tôi cất cái iPad vô cùng kỹ luôn, cất trong tủ đồ mà ở dưới mấy lớp áo. Vậy mà tôi biết mấy hay á, nó tôi mở cái tủ ra, tôi dỡ mấy lớp áo lên lấy cái iPad ra. Ok, tao xuống tầng tao chơi. Rồi ok nha, nó sẽ không có gì nếu như mà tao không ngựa ngựa tao ngồi chơi iPad gần bà ông thần tài. Nó sẽ không có gì xảy ra nếu tao ngựa ngựa tao ngồi chơi iPad gần ông thần tài, hiểu không? Thay vì bình thường mình coi nhà, mình đóng cái cửa nhà lại, mình chơi văn phòng đi, đúng không? Nghe cái tiếng cửa, nghe cái tiếng xe mẹ về, cái cất cái iPad xong đi xuống, hello mẹ, chào mẹ đã về, chào phu nhân đã về, được đúng không? Rất là bình thường. Nhưng mà không, tao ngựa ngựa, tự nhiên lúc đó tao cầm cái iPad xuống gần thần tài tao chơi để tao coi cửa, với cái một với một cái suy nghĩ trong đầu là đem iPad xuống đây chơi coi cửa cho nó dễ, không chịu đóng cửa má, tao không chịu đóng cửa, muốn xuống dưới chơi cho nó mát, coi cửa cho nó dễ. Rồi xong nhá. Bình thường khi mà anh em chơi iPad á, anh em sẽ rất là bị cuốn vào những cái tựa game trong iPad, đúng không? Đúng không? Tôi cũng vậy, Mi Tu, tôi cũng vậy. Tao ngồi chơi iPad tao quên thời gian luôn. Mẹ tôi đi đồng hành 1 tiếng rưỡi, tôi chơi iPad đúng 1 tiếng rưỡi luôn. Xong tôi đang chơi thì bắt đầu tôi nghe đầu ngõ đó, tôi nghe tiếng xe nhà tôi đầu ngõ. Tại vì cái thời gian đó là chỉ có nhà tôi là mới tậu xe hơi thôi, vòng vòng là chưa có ai có xe hơi hết, chỉ cần nghe cái tiếng xe hơi cái thôi là chết cha mẹ về, đúng không? Nhưng mà khi mà đã nghe tiếng xe gọi là về gần lắm rồi mới nghe tiếng xe. Tôi vừa nghe tiếng xe cái tao lật đật tao cầm iPad lên, mà lúc đó hồi nhỏ mà cái tay của mình nó đâu có được to như bây giờ mà cầm được sách iPad được chặt đâu, đúng không? Đang ngồi kế ông thần tài, đang ngồi chơi kế ông thần tài luôn, tao cầm cái iPad lên, tao vừa đứng dậy tao cầm cái iPad vuột tay cái iPad nó rớt xuống một cái choảng. Nó rớt đâu không rớt, nó rớt trúng cái đầu ông thần tài. Nó rớt đâu không rớt, nó rớt trúng cái đầu ông thần tài. Xong rồi cái iPad nó lăn một vòng, nó nằm ở trên cái tay của ông Địa.
lại với ông đệ muốn tụi bị quýnh mọi người. Lúc đó hai ông muốn tụi bị quýnh. Cái xong rồi cái tự nhiên mẹ tôi đi vô. À, lúc đó là mẹ tôi đi vô là tôi định cầm iPad tôi che giấu cái tội lỗi của mình rồi. Nhưng mà không có kịp. Mẹ tôi đi vô nhanh quá. Mẹ tôi vừa đậu xe cái mẹ tôi xuống. Hello con trai. Mẹ tôi nhìn xuống cái bàn ông thằng Tài. Ông thằng Tài thì đang nằm, còn ông đệ đang một tay cầm giày cặp, một tay thì cầm điếu thuốc, một tay cầm cái iPad. Hôm đó tôi bị đánh bởi ba tội. Tội đầu tiên, tao đang cấm mày chơi iPad rồi, tại sao mày vẫn lấy, mày lén mày chơi. Tội thứ hai, mày coi nhà mày không lo, mày coi nhà mày lo mày chơi mày iPad. Tội thứ ba, hát cua đợi A Lai để donate mà ngủ quên mặt cười. À thật ra hôm qua anh cũng ngủ á Neo, xin lỗi Neo, hôm qua anh cũng ngủ á. Cảm ơn em đã donate cho anh 8.000 nha, cảm ơn Neo nhiều. Đó là ba tội thứ ba, là mày dám chia các ông thần tài với ông địa. Nói mà cái trận đòn ngày hôm đó là cái trận đòn mà tôi thấy là ủa này chủ nhật mà vẫn like hả anh, hé lộ anh nho dấu lớn he he, vừa okay, coi like vừa chạy deadline. Cảm ơn Hậu nha, hôm nay anh like bù cho ngày hôm qua em, mà hôm qua anh bị miss like là hôm nay anh like bù nha. Cảm ơn Hậu nhiều nha, cảm ơn em đã donate cho anh 8.000. Đó là cái trận đòn mà tôi cảm thấy là trong nguyên xuyên suốt tuổi thơ của tôi là cái trận đòn mà tôi đáng bị đánh nhất. Và nếu như mà có quay ngược tuổi thơ, quay ngược thời gian về cái khoảng thời gian đó thì tôi ước gì tôi khôn hơn, là tôi vừa chơi bát tôi vừa đặt cái báo thức để tôi biết được là giờ nào mẹ tôi chuẩn bị về để tôi đi cất. Bởi vì tại vì sao, để tôi phân tích cái trường hợp đó cho anh em nghe, tại vì sao cái iPad lại rớt xuống trúng đầu ông thần tài và ông địa. Tại vì sao? Có hai yếu tố cấu tạo lên được cái nguyên nhân để có thể gọi là gây ra cái trường hợp như thế, như ngày hôm đó. Trường hợp thứ nhất, mình còn quá bé. Cái tay của mình là nó rất là nhỏ, nên là chúng ta cần phải có một cái độ cẩn thận để chúng ta cầm cái iPad chúng ta ôm vào người thì nó mới không rớt. Ok. Và cái tác nhân thứ hai gây ra, cái tác nhân thứ hai là cái nguyên do của cái tác nhân thứ nhất. Quá vội. Mình nghe tiếng xe của mẹ về, mình quá vội. Mình không thể nào mà từ tốn cẩn thận ôm cái iPad đi lên như một thiếu nữ được, mọi người hiểu không? Mình phải vội chứ. Không vội là ăn đòn là sao? Ai về đâu, tao vội xong tao ăn đòn gấp 3 lần luôn. Tao vội xong tao ăn đòn gấp 3 lần luôn. Và đó là trận đòn mà tôi ước gì là mình có thể thay đổi được nó. Bởi vì vốn dĩ là mình có thể thay đổi nó mà. Hiểu không? Chỉ vì mình ngựa thôi đó. Chỉ vì ngựa thôi mà bị đánh. Mọi người đã nghe được rất là nhiều lý do bị đánh này đúng không? Nhưng mà mọi người đã từng bao giờ nghe cái lý do là vì ngựa mà bị đánh chưa? Chưa đúng không? Hôm nay mọi người nghe rồi đó. Vì ngựa mà bị đánh nha mọi người. Phải cái trưởng thiệt. Vâng, đó là tuổi thơ của tôi. Tôi không biết là anh em có tuổi thơ nào vui hơn không, nhưng mà bây giờ tôi chắc chắn biết là anh em sẽ có một cái buổi coi livestream rất là vui. Và chào mừng 500 anh em đã đến với tựa game The Professional. Đây là một tựa game vô cùng tật nguyền, và tôi hy vọng là ngày hôm nay anh em sẽ có một buổi coi livestream vui vẻ mà không bị cấu gắt anh em nhé. Được rồi, anh em chờ tôi một tí thì tôi sẽ đổi sang màn hình game trong chốc lát nữa. Ok, The Professional. Rồi. Ok, màn hình game hơi nhỏ đúng không? Tôi sẽ chỉnh màn hình game lên một xíu ha. Ok, anh em đã thấy rõ màn hình game chưa ạ? À? Nào mấy đứa hãy cùng đưa tay lên và nói với tôi nào. Siêu trộm kít. Ok chưa? Ngày hôm nay chúng ta sẽ được vào vai là siêu trộm kít Bình Dương. Và bây giờ thì mình sẽ bật livestream ở trên top. Và tôi đề nghị là bạn nào đang chữ tùng chữ thề, đang có những lời khiếm nhã trên kênh livestream thì vui lòng dừng ngay hành động đó lại. Bởi vì bây giờ ta sẽ livestream trên TikTok. Tụi bay mà khiếm nhã một cái là nó ban TikTok của tao. Ok chưa? Rồi bắt đầu livestream trên TikTok. Rồi chuẩn bị mod Thảo Mai. Hey ba. À, Lego xin chào quý vị khán giả. Xin chào các bạn đã đến với kênh livestream ở trên TikTok của bé Sigo. Nếu như các bạn muốn coi livestream của Sigo thì các bạn có thể coi vào lúc 8 giờ rưỡi tối mỗi ngày ở trên kênh IT Sigo Gaming và ở trên kênh TikTok Sigo chơi game với mã số ID là Sigo chơi game. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã đến với kênh TikTok của bé Sigo để ủng hộ cho Sigo nha. Mặc dù hiện tại chỉ mới có 2 người coi thôi, nhưng mà mình nhiệt tình mình quảng cáo vậy để cho mọi người có thể xíu cho mọi người vô, mọi người tua lại người coi được. À quên, TikTok làm nếu thì tua lại nhờ. Ok, nói chung là chào mừng anh em đã đến với kênh livestream của tôi nhé. Nếu bạn nào mà đang coi ở trên IT thì làm ơn bấm cái nút like vô, 1000 view rồi chỉ có 500 like ấy. Bấm like nút like vô. Đó là bé Sigo ở trên IT sẽ nói như thế. Còn mấy bạn nào coi ở trên TikTok thì nếu các bạn lại ghé qua bên kênh TikTok của mình thì các bạn hãy để lại một nút follow và một nút tim nha. Còn mấy ông coi trên YouTube, bấm nút like vô. Bấm like đi trời. Rồi ok, hôm nay bé Go sẽ chơi tựa game là The Professional nha mọi người. Người chuyên nghiệp. Nghe tên là hãy chuyên nghiệp phải không? Nghe tên là hãy chuyên nghiệp rồi phải không? À, nghe tên là hãy chuyên nghiệp rồi.
Rồi và bây giờ chúng ta sẽ vào chơi game nha mọi người. Đúng là kit hai mặt, sao nữa bạn, trời, kit là phải lật mặt, đúng không, lật mặt, kit là phải giá cho nhiều người rồi. Được rồi, và cái nhiệm vụ trong cái game này ngày hôm nay của chúng ta là chúng ta phải lấy được cái cục kim cương kìa. Đó, anh em thấy chưa, nhìn thôi là thấy người chuyên nghiệp rồi nè. Được rồi, chúng ta sẽ có chuột phải để di chuyển màn hình. Rồi, ở đây là chúng ta có những cái khớp chân, khớp tay nè, phải không? Chà, game này khó nha. Bà thấy game này khó đó. Ui, ui. À, từ từ, game này khó đấy. Em có thể lật người lại được không mày? Ui. Lên, 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 lên. Đi tới, đi tới. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, quá chuyên nghiệp, quá chuyên nghiệp, quá chuyên nghiệp, quá chuyên nghiệp. Vâng, bây giờ cái nhiệm vụ của chúng ta ngày hôm nay là chúng ta làm sao để có thể lấy được cái cục kim cương đằng kia. Nhưng mà khởi đầu này là tôi thấy là trời, tôi chuyên nghiệp rồi đó mọi người. Đây, bây giờ lên cái thùng này phải không? Y gì? Cho anh em coi, người chuyên nghiệp ta sẽ làm cái đó. Ui ồ, quá chuyên nghiệp. Quá, quá chuyên nghiệp. Giờ làm sao nữa? Giờ làm sao nữa? Đây, bây giờ mình sẽ chống cái tay xuống không? Ây à. Từ từ. Chết bà rồi, coi như mà tôi nằm về sao lên. Ôi, lên từ từ, lên từ từ, lên từ từ. Đừng, đừng, lên từ từ thôi, lên từ từ thôi, lên từ từ thôi. Ê. Đúng rồi, 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 đúng rồi. Mình về lại với tư thế con người đi. Đúng rồi, mình, từ từ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, không được đấm màn hình. Không được đấm màn hình, má đấm màn hình là tốn tiền. Nam mô A Di Đà Phật. Ok. Bây giờ theo như cái cách mà chúng ta tính thì chúng ta có thể gọi là đi ngang qua đúng không? Nhưng mà má cái game này nó say đéo mọi người ơi, cái game này nó không cho chúng ta đi ngang. Tôi biết là nãy giờ anh em đang có cùng một cái câu hỏi là tại sao thằng này nó có thể đi ngang qua mà. Cái thùng nó ở đây nó có thể đi ngang qua mà. Đúng không nhỉ? Đúng vậy. Nhưng mà anh em ơi, cái game này nó không cho con nhân vật đi ngang, nó chỉ cho nhân vật một là tiến, hai là lùi, còn ba là chết, thua thôi. Nên là chúng ta phải đi lên cái thùng này. Má có thể nào mà cho một cái thử thách nào đó nó dễ hơn không? Tại sao lại cho cái thùng? Rồi nha. Trời ơi, tao tao múa bao nhiêu lần đi nữa nó lại tiếp tục hồi ngược. Cái gì mic cũng phải tĩnh tâm bình tĩnh anh. Đúng vậy Sunny. Cảm ơn em đã cho anh 10.000. Anh sẽ tĩnh tâm. Anh cảm ơn em nhiều. Anh chuẩn bị, em chuẩn bị 1.001 câu thả thính để thả thính anh rồi. Không biết em có thể nào em chuẩn bị 1.000 cách để gọi là vượt qua cái thùng này cho anh được không? Bây giờ cái gì duy nhất mà anh quan tâm là anh có thể vượt được cái thùng này một cách yên bình thôi. Ê, từ từ. Đây, mình phải cẩn thận mọi người ơi. Đây, mình phải cẩn thận. Đúng rồi, từ từ thôi. Từ từ đi. Đây, muốn lên được đây thì chúng ta phải để cái đít nó vào đây. Rồi bây giờ mình sẽ đó. Đừng ní. Ok. Từ từ hơi ní. Cái đầu của mày phải gập xuống, mày cụp cái ba xuống. Đúng rồi. Đó, đặt cái đít ở đây. Rồi xong rồi cái tay. Đó, đi lên từ từ. Đi lên từ từ, cái gì cũng có cái giá trị của nó. Đừng có tuột. Đi lên chứ đừng có tuột. Đừng có tuột nha. Từ cái tay này là mình phải để nó nằm ở đây. Ui, cái tay nó cong lại nữa không được mọi người ơi. Má, bây giờ sao lên được chỗ này ta? Đây, mình sẽ cong cái chân lại. Đúng rồi. Đó. Bây giờ mình sẽ cong cái chân này lại nha mọi người. Đó. Giờ sao qua ta? Từ từ. Từ từ nha. Hai game này nó khó di chuyển lắm mọi người. Game này khó di chuyển, nó không như mọi người nghĩ đâu. Di chuyển khó bãi biều. Ok, bình thường con người mình muốn ngồi dậy phải làm gì ạ?
tay ok. Rồi hôm nay sẽ cùng tập yoga cùng bé Go nha. Rồi con người chúng ta bình thường khi muốn ngồi dậy chúng ta sẽ chống tay xuống như thế này, rồi chúng ta biểu diễn múa khỉ. Ok, rồi chống cái tay xuống lên. Rồi quá tuyệt vời, đó đúng rồi đó, bé tập ngồi. Bé tập ngồi, bé bắt đầu tập ngồi được rồi. Rồi sau đó cho đây duỗi chân ra. Duỗi chân ra để cho bé tập ngồi dễ hơn. Rồi ok. Quá tuyệt vời. Để tay xuống. Chống mày đứng lên coi. Nghe là chống để mày đứng lên được không? Có một cái thùng thôi, nãy giờ tao qua không được mày. Nắm cái đầu hay tay xoay xoay hơn sẽ qua hả? Ồ, nắm cái đầu hay tay xoay hơn sẽ qua hả? Thế thì phải chỉnh góc độ cái chân lại. Đây mình sẽ chỉnh cái góc độ cái chân lại. Ôi, cảm ơn Lý nào vừa gợi ý nha. Cảm ơn Lý nào vừa gợi ý nha. Đây đây đây, chỉnh góc độ cái chân lại. Rồi ok. Xoay. Woo! Woo! Qua con. Qua con. Qua. Qua. Trời ơi, qua đi. Qua nào. Qua. Qua. Tuyệt vời. Trời ơi, cảm ơn Lý nào vừa gửi đi nha. Ui, cảm ơn Lý, cảm ơn Lý. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Từ từ. Chưa mừng giỏi mới đấy. Chưa. Cái game kiểu gì mà làm nhân vật muốn mẹo hình bẹo dạng má, cái game này thì sự là muốn cái con nhân vật tập yoga đó mọi người. Game này mấy game siêu trộm nha, game này game yoga nha anh em. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ tiếp tục. Từ từ. Đây bây giờ là mình không làm. Ôi! Ôi không làm nhanh được nha anh em. Không nữa. Ôi nó giật vậy thôi hả? Ủa nó giật vậy thôi hả? Ôi tưởng giật gì ghê lắm chứ. Rồi ok. Vậy cái này mình phải đi từ từ. Từ từ hơi. Từ từ hơi anh em. Từ từ hơi. Mình phải có một cái chân trống ở đây mọi người. Ok. Má khổ quá ta. Ê đừng có đi xuống. Đi tới chứ đừng có đi xuống nha. Rồi. Ê từ từ. Ai ơi kèo qua được, thấy kèo qua được. Gì đó. Qua đi chứ. Nào. Bây giờ bình tĩnh nè. Một phát qua luôn nè. Bình tĩnh nha. Hui. Rồi. À chưa được. Vậy đặt chân xuống được không? Ui, chưa đặt chân được mọi người ơi. Tới miếng nữa. Đừng đầu gối, đừng có chạm nha, đầu gối đừng chạm nha. Gam có hai chức năng, một là khổ người chơi game, hai fan cười sảng. Cảm ơn em vừa donate. Ok. Cảm ơn bạn nào vừa mới donate cho tôi nha. Cảm ơn bạn nhiều. Đừng có chạm. Đúng. Đúng vậy. Má siêu chậm. Rồi bây giờ là mình sẽ nhấc cái tay này lên ha. Nhấc cái từ lên thôi. Rồi ok. Cái chân này sẽ đá từ từ phía lên phía trước nè. Đó để mình dồn trọng tâm về phía trước nha mọi người. Đây chuẩn bị cho một màn bún thơm siêu đẳng cấp đến từ siêu chậm kiếp nè. Đâu rồi
Ai ba... à! Chết bà ơi. Từ từ. Vậy đó không ạ? Trời ơi, cái gì vậy? Nó như này đéo không mọi người ơi. Từ từ nha. Tao mình thử xoay tay giống nãy rồi. Hây. Qua không được. Cái này chỉ có bay qua thôi mọi người ơi. Cái này chỉ có bay qua thôi. Anh cho cái đầu qua trước xong rồi tới cái chân hả? Ok, nhưng mà trước tiên bây giờ anh phải cho cái đầu lên trước ở đây mà. Từ từ, cái tay này phải thẳng mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ gán mình chồng cho cái tay lên. Đó, cái đầu lên trước rồi nè. Ok. Đây. Như này. Tới trước nào. Ô mẹ nó thiệt. Ôi. À, không được mọi người ơi, không được. Từ từ. Đây. Cái này nó phải xuống một xíu. Tay này phải xuống một xíu mới được. Đó, rồi đi. Ơ kìa, sao không đi? Con gói lên. Rồi. Đây nào. Trời má ơi, dập đầu thấy tiền kiếp luôn. Đây là tôi khi đi chùa cầu tình duyên. Má là dập đầu thấy tiền kiếp luôn á má. Rồi bây giờ anh em kêu cho cái đầu qua trước phải không? Cho cái đầu qua trước thì đơn giản. Ok. Rồi cho cái đầu qua trước phải không? Má sao nhìn nó đéo ổn lắm mọi người ơi. Ê, tôi nhìn nó không ổn lắm mọi người ơi. Đây, cái đầu qua trước. Trời ơi, cái gì vậy? Sao cái đầu qua không được? Tới đi. Tôi đang lết tới mọi người từ từ. Căng lớp tới từ. Ok, cái tay thì chúng ta nên cho nó đi ra sao? Khoan. Từ. Ai, tôi biết cách qua. Lên luôn. Lên luôn em nha, xem tôi nè. Đây là một quả xem tôi đó từ vị trí của tổng trưởng. Quá tuyệt vời. Rồi bây giờ cái cách để qua đường nó mới là vấn đề nè. Bây giờ làm sao để qua đường nó mới là vấn đề nè. Ê. Má sáng chói thiệt chứ. Cái này nó mỗi lần nó giật mình là mình sẽ bị đẩy về phía sau á mọi người. Thế là mình không phải nào mà chơi cái bài liều mà đó, bị giật nó sẽ đẩy về phía sau. Mọi người hiểu không? Mình không phải nào mình chơi cái bài liều được. Yes. Ok, qua được một giò rồi. Hồi nãy sắp qua rồi. Nào lết từ từ tới đi. Đúng rồi, lết từ từ tới đi.
Rồi, ok. Quá tuyệt vời. Rồi, từ từ nha cô. Lần này là không có chỗ cho sai lầm nha cô. Đó, lần này không có chỗ cho sai lầm nha cô. Từ từ cô ơi. Bẻ đầu xuống. Chào mừng mọi người đã đến với lớp học yoga cùng bé Sigo. Ok. Đừng. Mình đứng lên thôi chứ mình đừng làm gì cả. Đúng rồi. Đứng lên từ tốn thôi. Đúng rồi, từ từ thôi. Ngước cái đầu lên, gái này nhìn cục kim cương cái nào, mày thấy cái gì ở đằng trước không? Bạn thấy đằng trước không? Cục kim cương. Lấy nó làm động lực để vượt qua. Ok chưa? Game gì thế anh? Game này game professional bạn ạ. Ở trên tiêu đề mình có để á. Mày phải vượt qua được nha luôn. Cục kim cương đằng trước kìa. Thấy chưa? Nhìn kỹ chưa? Rồi ok. Từ từ nha, bây giờ mình phải điều chỉnh các khớp lại. Từ từ. Đấy thôi, càng ngày. Ê. Ok. Sao quá mày ơi. Để tay này xuống. Ôi, má sắp được rồi, anh em sắp được rồi. Trời ơi, sắp được rồi. Game này có chơi điện thoại được không anh? Anh chưa thấy ai chơi điện thoại, anh chỉ mới thấy trên máy tính thôi em ạ. Má cay thế à. Cứu thật. Ê, từ. Không được à. Được nha. Tôi bắt đầu tôi quen với game rồi đó mọi người. Ok, tôi bắt đầu đi. Tôi quen dần với cái game này đó. Chưa quen lắm. Ok. Không được hả? Xuống. Cụp cái pha xuống. Từ từ. Chống lên. Từ từ thôi. Ui, tôi sắp được rồi kìa. Hồi nãy tôi nhanh tay, thế là tôi được rồi. Mẹ, cái game này cay cay, thật sự nha. Cái game này thật sự rất là cay cay nha. Rồi.
chúng mày nè. Woohoo! Một tay. Yes sir. Rồi bây giờ tới cái chân. Rồi bây giờ xem tô là qua. Bây giờ xem tô là qua. Xem tô là qua mọi người ơi. Xem tô là qua mọi người ơi. Nào cong đuôi lại, chúng ta sẽ làm thế gọi là bò cạp. Bò cạp vậy chết. Xem tô là qua mày ơi. Yes! Cụp cái pha lại, cụp cái pha lại. Đúng rồi, cụp cái pha lại con ơi. Sắp được rồi con ơi. Sắp được rồi. Tết dơi. Tôi qua được rồi mọi người ơi. Má tôi qua được rồi. Tết. Ok. Lên. Lên nào con, xem tô nào. Đã đến lúc thể hiện cho cha thấy là cái sức mạnh của con đã học bao nhiêu năm ở cái chỗ siêu trọng kích rồi. Bước lên một dạng. Đừng có lùi lại. Mày lùi lại mày trúng laser đó bây giờ quỷ. Đã nói đừng có lùi lại mà từ từ. Đoạn này. Ôi từ từ đoạn này hình như sai tay nó bị ấy mọi người ơi. Rồi sai. Được không? Không cái thế mình thấy dễ như là thế cặp đầu mọi người ạ. Đây. Thế mổ thóc. Yeah. Yeah. Ồ tới đây hết được rồi, tới đây hết được rồi. Tới đây phải bò từ từ lên mọi người ạ. Tới đây phải bò từ từ lên. Ok. Rồi cắm cái đầu xuống đất nè. Cắm cái đầu xuống, đó đúng rồi. Trời ơi tao kêu mày cắm cái đầu xuống chứ không phải mày. Trời ơi con ơi, sao mày học bao nhiêu năm ở chỗ siêu trầm kích mà mày ngu vậy con. Rồi, rồi. Đúng rồi, lên. Lên trên chứ phải xuống dưới nha. Ê, bậy. Lên trên, đúng rồi. Đúng rồi đó con trai, đúng rồi đó con trai. Bắt đầu tao nhận con được rồi nè. Bắt đầu tao nhận con được rồi nè. Ê, từ từ bậy. Mày mà té xuống một cái mày thành con hàng xóm liền á. Mày mà té xuống một cái là mày thành con hàng xóm liền. Từ từ nha. Rồi. Ok. Ngồi lên đây con. Đúng rồi. Mày ngồi lên đó đi. Ngồi yên ở đó. Ngồi yên ở đó cho ba. Đừng con. Đừng như vậy. Đừng như vậy, đừng bất hiếu nha. Rồi bây giờ mày nên đi lên nè. Đó đúng rồi, lên từ từ. Đó anh em ơi. Tôi bắt đầu là tôi làm chủ được con game này rồi. Con game này chuẩn bị. Ê, từ từ con, từ từ con. Mày rớt xuống một cái là coi như là tao quýnh mày đó. Đừng con. Đúng rồi ra từ từ thôi. Có ai nói cho anh BK là còn lượt đi về cô? Ủa còn lượt đi về nữa hả? Con mở nó thiệt hả? Ủa tôi tưởng lấy được viên kim cương là xong rồi. Má game gì kỳ vậy? Cái gì đâu mà lượt đi về nữa trời, tao lấy được viên kim cương được rồi, gì mà đi về nữa. Game kỳ ta. Rồi từ từ nha con, lên con. Mày đừng có gãi đầu, mày lên giùm tao một cái. Lên. Nhấn chân lên, đúng rồi. Ủa mặt cười, này tự nhiên like vậy anh. Em không biết, em mới làm việc xong vô mở máy thấy anh like mặt cười. À, tại vì hôm là hôm qua, sao vậy anh? Hôm anh qua bảo CN ngày nghỉ của anh mà. Sao giờ like?
hôm qua anh nghỉ like á, Hakage rồi nên là hôm nay mới like á. Sao ghi. Rồi. À cái tranh của Hakari anh chưa coi nữa Hakari à. Anh xin lỗi em nhiều nha, để tối nay anh coi. À, mấy bữa nay anh bận quá, hôm qua anh ngủ quên em ạ. Ý. Được chưa? Rồi bây giờ cái đít lên được rồi là mình không cần cái chân nữa rồi, mọi người ơi. Cái đít lên được rồi là không cần cái chân nữa. Không, vẫn cần nha má. Vẫn cần nha má. Đừng con ơi. Mày hãy lên trên, mày đừng xuống dưới. Đó, đúng rồi. Chúng ta đang gần kim cương hơn một chút rồi mọi người. Bé Go đang gần kim cương hơn một chút nữa rồi. Bé Go chuẩn bị lấy được chi kim cương rồi. Nào, lên tiếp nào. Cái tai này, cái tai hư. Ok. Rồi, nằm xuống được đây là thấy bà viên kim cương rồi. Viên kim cương chuẩn bị vô túi quần tôi rồi nè. Giờ là để hai chân lên để ngồi phải không? Rồi xong rồi giờ là chống xuống. Đó, đẩy lên. Đừng, chống xuống đẩy lên, nhưng phải kêu mày lết cái đít xuống. Đúng rồi đó con, mày nằm xuống. Rồi, dùng chân lết nè, giờ dùng chân lết nè. Má, cái chân này đẩy được thôi chứ không lết được mọi người ơi. Cái chân này đẩy thôi không lết được. Ơi, đừng. Rồi, ok. Rồi, xoay. Thẳng cái tay ra. Rồi, tiếp tục, xoay. Xoay. Hai chân này mình phải chỉnh lại á. Cho nó cái thế quỳ lại Phật đi. Đó, ui trời ơi. Giống luôn, giống mấy đứa bị ế lâu năm đi gọi là đi chùa cầu duyên lắm nè. Phật ơi, chứng giám cho con. Ê. Tôi muốn đi lên, không phải đi xuống, please. Trời ơi, tao cho mày ăn học bao nhiêu năm ở trong nhóm siêu trọng kích rồi, giờ mày ra đây mày làm vậy hả con? Ra đây mày làm vậy chết cho luôn con ơi. Bao nhiêu tiền của tao đổi cho nó hết rồi đó. Đúng rồi, làm thế gà mổ thóc đi. Đừng có đi xuống, đi lên. Đúng rồi, nghe lời ba, ngoan. Đó, đúng rồi, nghe lời ba, mày đi lên, mày cầu Phật ở trên đó đi là mày sẽ có người yêu. Đừng có đi xuống. Trời ơi. Má con trời đánh đi. Tôi kêu đi lên đi xuống hoài bấy. Đúng rồi, đi lên đi con. Đi lên mới có tiền. Đúng rồi, đi lên đi, đừng có đi xuống. Đi lên mới có tiền, đi xuống là không có tiền đâu. Đi xuống là tiền án tiền sự đó. Đi lên đi. Rồi. Đúng rồi, đi lên đi, đúng rồi, nó phải như vậy. Đừng có đi xuống, má mày đi xuống là tiền án tiền sự luôn đó. Rồi, ok. Ê, đúng rồi, lộn mèo con gái, đúng rồi con ơi, hay quá. Trời ơi, tao cho mày đi học ở đó xong rồi mày học được cái thế lộn mèo đỉnh cao quá con ơi. Đúng rồi, đứng lên cái nè. Đứng lên cái bụng nó đẹp luôn. Trời ơi, cho đi học xong rồi giờ học được cái thế lộn mèo đỉnh quá mọi người. Lên ha. Rồi. Rồi, lên được một cái giờ rồi. Ê, đi tiếp, đừng có xuống. Ê, bậy. Đi tiếp, đừng có xuống mày. Ok. Trời ơi, nó không đi mà nó xuống anh em ơi. Trời ơi, nó không đi mà nó xuống kìa. Ê, bậy. Đúng rồi, đứng lên. Hãy đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Mình là đàn ông mà. Đừng con. Đừng rớt con. Đúng rồi, đi từ từ thôi. Từ từ rồi sẽ thành công. Đừng vội, nãy giờ ba không vội, con cũng không được vội.
từ từ. Rồi ok. Thôi. Từ nha, đừng có đạp ra nha, đừng có đạp ra nha. Khó khăn lắm mới lên được đây đó, đừng có đạp ra nha. Bây giờ mình chỉnh cái khớp này nó đi lên đúng không mọi người? Đúng rồi, mình chỉnh khớp đi lên nè. Đó, đúng rồi. Đúng rồi. Bắt đầu thông minh hơn rồi đó luôn. Ê, bậy rồi, cái này là ngu nè. Ok, Sento. Bây giờ là lúc mình phải Sento nữa rồi. Má lên cái bụng này nó khó quá vậy. Yeah, that's right. Yeah. That's right. Yeah, that's right. Đúng rồi. That's right. Rồi cụp cái chân xuống. Yeah. Yes sir, that's right. Let's go. Yeah, that's right bro. Nào chạm cái chân vô cục kim cương cái. Đó. That's right. Hồi nãy là mình đủ hai tay hai chân để mình đi đúng không mọi người? Hồi nãy mình đủ game này là game double professional nha mọi người ơi. Tôi để trên tiêu đề á. Hồi nãy là mình còn đủ hai tay hai chân để mình đi phải không? Bây giờ vừa phải đi vừa cầm cục kim cương à. Trời ơi, má lại phải đi ngang cái. Trời ơi, giờ phải đi ngang cái la che này nữa hả? Cái gì vậy trời? Game khốn nạn, để cho người lấy viên kim cương được rồi. Để người ta về với ông bà cha mẹ người ta được rồi. Trời ơi, nữa à. Trời ơi, quỷ này gặp nó nữa rồi. Cây nó ghê quá mày ơi. Nào, hãy tập nguyện qua đi. Đúng rồi, lết qua. Lết từ từ qua. Cập cái đầu xuống nè. Rồi, cái tay này thẳng lên nè. Tay này hơi xuống dưới một xíu nè. Rồi, ok. Qua nè. Qua, hay. Ê, đừng con cái nách. Cẩn thận cái nách. Cái nách mày chạm vô một cái là thôi rồi luôn á. Mai là mày khỏi quá lông nách luôn á. Ok. Sẽ để như này. Rồi. Biết cách để qua rồi. Đừng có chạm nha con. Đây bây giờ cái chân này sẽ để dưới đây. Chân này dính lên. Đó. Tay đẩy tới. Đó. Thả cái tay ra. Trời má, như một vũ công múa ba lê chuyên nghiệp. Ok chưa, uy tín luôn, như một vũ công múa ba lê chuyên nghiệp. Cong chân này lại, đẩy lên. Rồi ok. Được chưa ta? Rồi cái tay này gập xuống xíu. À! Đừng. À! Bây giờ mình làm quá Sento đi mọi người nha. Đó, trời ơi. Ngầu không? Quá Sento nãy ngầu không? Quá Sento nãy ngầu không mọi người?
Quán hồng chứ gì, gụng trứng hết rồi chứ gì. Thấy quả xanh tô xong gụng trứng hết rồi chứ gì. Anh em thấy quả xanh tô xong em nói không nên lợi vậy. Đây. Từ từ thôi, cái chân nha, cái chân nha. Cái chân hư nha, cái chân hư nha. Rồi, ok. Cay đi. Má cay thật. Cay thật. Trời ơi. Mày cố không biết thôi là mày qua rồi con. Sư huynh bình tĩnh, game là để giải trí. Ok sư đệ. Nhưng mà game này không giải trí được, game này tao cay quá. Má cái game. Tại sao nhà bác Hành nó phải làm được cái game tao quên. Trời ơi, nó còn đi lùi nữa. Đừng có lùi. Tầm này mày không cần Moon Quốc của Michael Jackson đâu. Tao biết mày muốn Moon Quốc rồi. Đi tiến đi con. Gặp cái chân lại, đúng rồi. Rồi đi tiến. Không được, cái đầu này mà gặp lên nữa là thấy bà. Từ từ. Để hơi nâng cái người này lên xíu mọi người ơi. Trời, vậy mà cũng đụng được nữa hả? Từ từ, cái tay đang hư. Cái tay đang rất hư. Từ từ nha, cái tay đang rất là hư. Từ từ thôi. Từ từ thôi, cái tay hư lắm nha, cái tay đang rất là hư nha. Để từ từ xuống, đúng rồi. Bây giờ mày muốn là mày qua khỏi chỗ này, sau đó mày ra ngoài mày nhận được tiền chuyển khoản với dòng nội dung là đêm qua em tuyệt lắm. Hay là mày muốn rồi là ở đây xong rồi ngày mai mày vô tù. Chọn đi con. Mày phải chọn. Rồi. Ok. Tôi đang ngửi được mùi tiền rồi mọi người ơi, Ok. Rồi. Từ từ thôi. Sắp được rồi. Được rồi mà nó cứ rớt hoài vậy ta. Sắp được rồi mà. Không sao. Tôi biết được cái cơ chế hoạt động rồi mọi người. Đây. Đó. Rồi không sao, tôi biết được cơ chế hoạt động rồi, đi dễ rồi. Đây, cắm tay này để vịnh lại ha. Rồi cống tay lên xíu. Tiếp tục để tay này xuống. Rồi đẩy tới phía trước. Từ, nhưng mà cái chân là cái vấn đề lớn. Ê! Trời má, nhìn cái đít kìa. Từ từ, đừng con. Thank you.
Từ từ nha mấy ní. Tôi thấy được cái hướng giải quyết rồi, À, khó quá ta. Má, lại quéo giò nữa rồi. Trời ơi. Từ từ thôi. Ok. Đúng rồi. Đúng rồi. Yeah. That's right. Okay baby, let's go. That's right. Lên. That's right. Okay. That's right. Yeah. Đừng hết gai rồi. Idol cay cộng game vô chi bằng fan cười sảng. Cảm ơn em, cảm ơn Sunny vì đã cười. Bạn cười hồi nãy rồi. Thằng này nó ngu quá. Nhưng mà mình đang điều khiển đó mà, mình ngu chứ. Nó ngu quá. Nào, giật cái chân lên. Đúng rồi. Cái tay vậy mà cũng đụng được nữa trời. Còn tình người không? Cái tay mà cũng đụng được nữa. Làm game có tình người không vậy? Trời. Không sao, Sento được. Oh yeah, no baby. Ai mà không té cho được. Rồi, từ từ. Ba đã giật tôi hơi chán rồi. Lên nè, gồng cái chân lại nè. Nãy tôi qua chỗ này sao vậy mọi người? Ủa nãy bên kia tôi qua đây sao vậy? Đó sao giờ tôi từ bên đây tôi qua lại không được mọi người ơi. Đó gì qua đài đâu có cái đầu chỉ đệ ấy. Bên đây đệ biến con ngựa đó rồi. Ê ơi, sao mày lại đi lùi? Đi tiên chứ. Đây, cái chân sẽ dính lên trước nha. Tới không? Không tới được. Phải đi tới xíu nữa Sento qua mới được mọi người ơi. Cái đầu. Rồi gặp cái tay xuống, Sento qua. Ok. Từ từ. Lần này phải qua được nha mọi người. Tôi quằn cái game này một tiếng rồi đó. Lần này phải qua được nha mọi người. Vậy mà trúng trời ơi. Vậy mà cũng trúng nữa trời. Má cái game. Trời ơi, thằng làm game có tình người.
Trời ơi, dính cái đầu. Ê, ê. Cho cái đầu mày xuống nè, từ từ, cái tay đừng có xuống mày ơi. Cái đầu xuống thôi được rồi, cái tay đừng có xuống. Đừng. Đừng như vậy, đừng như vậy. Này, cầm tay này, lộn qua. Đúng rồi. 10 điểm. Rồi, chúng ta lại về như cũ rồi. Nói chúng ta lại về như cũ rồi mọi người ơi. Từ từ nha. Bây giờ lết xuống xíu là dính chấu nè, là dính đạn nè. Ok. Nói bây giờ cái vấn đề là làm sao để xem tô bên kia nè mọi người. Khó đấy, bài toán khó đấy. Được mày ơi, được mày ơi. Má, giật cái tay lên không kịp. Tôi giật cái tay lên không kịp. Tôi giật cái tay lên không kịp mọi người à. Mẹ nó chứ. Hồi nãy tôi giật cái tay lên kịp là tôi qua rồi. Hồi nãy giật cái tay lên kịp là qua rồi. Trời ơi. Đọc kinh cho tịnh tâm không ông già? Không em ơi, tầm này không kinh nào khiến anh tịnh tâm được đâu. Từ nha, bây giờ cái gót chân qua được là được. Từ nha, bây giờ cái đầu gối qua được là được. Từ từ. Từ từ. Tầm này lộn mèo được mọi người ơi. Tầm này lộn mèo được. Ok mini ơi. Let's go. Ok. Ê đừng. Ok. Đừng! Mày ngu! Ngu ơi mày ngu! Tao qua được rồi bà! Ngu ơi sao mày ngu quá vậy ngu? Trời ơi! Cay quá mọi người ơi, cay quá. Cay vãi trường. Lộn qua được không? Có chắc là lộn qua được cái đã. Rồi đi tới trước đã rồi hỏi lộn. Đúng rồi, mày dập đầu mày thỉnh kinh đi. Mày dập đầu mày sám hối những gì mày đã làm đi không? Dập đầu. Tay phải đi về phía trước. Trời ơi, đây phải để tay phía trước như này. Rồi ok. Chuẩn bị lộn nha mọi người. Tay gặp lại. Kìa. Xin 5 p tạm dừng đờ si cô chứ cười mệt quá mặt cười. Xin 5 phút tạm dừng đó được em ơi. Trời ơi. Má, cảm ơn bạn nhiều đã đâu đến cho mình nha. Nhưng mà mình đang cay của mình không kìm nhìn tên bằng là cái gì. Cảm ơn bạn nhiều mà. Con ngựa mày qua đi. Đừng. Sao mày lại đặt là... Sao mày lại duỗi cái tay? Ok. Xong. Không sao anh em à. Giảng sử tài viên.
dập đầu ta tội tổ tiên. Rồi cái tay này phải đưa đằng sau chống lại. Rồi cái tay này đưa đằng sau đẩy lên. Lên xíu con ơi, lên xíu con ơi, đúng rồi, lên xíu con ơi. Chỗ đó nó cấm đó. Chỗ đó nó cấm đó, chỗ đó là khu vực cấm đó. Vô, vô lô, vô lô. Được rồi. Được rồi quý vị ơi, sắp được rồi quý vị ơi, sắp được rồi quý vị ơi, sắp được rồi. Gồng lại, gồng lại, gồng lại, gồng lại. Ây. Ok. Để chân xuống làm điểm tựa nè. Má, cái đoạn đó mà mình có cái khoảng thời gian, có khoảng trống ra xíu nữa là được rồi. Cái chỗ đó có xíu khoảng trống là được rồi. Anh bình tĩnh hít thở sâu, cái gì mic cũng từ từ chứ nãy giờ cười mệt quá. Giờ hết bình tĩnh được rồi em ơi. Bây giờ phải lẹ. Giờ vội lắm rồi. À! À! Khoan, tôi để ý là khi mà tôi bị giật á, nó sẽ có vài giây nó mất cái này. Mình hơi lợi dụng đó. À, trí não của một siêu trộm. Mà chỉ không mình có một siêu trộm. Cái mọi người bây giờ là cái lúc mà mình đi tới trước đây nè. Là khi mà mình bị giật á là nó sẽ có một khoảng thời gian cái này nó chờ hồi đúng không? Đó, mình sẽ chờ nó hồi mình đi qua. Đi qua. Đúng rồi. Mình cứ đi quay nè, mình chờ nó hồi mình đi qua được. Má hình như không khả thi lắm á mọi người. Đồ nó không khả thi lắm đúng không? Nó khả thi lắm hay sao á? Ừ, tôi nghĩ nó không khả thi lắm mọi người ạ. Rồi, ok. Rồi, ok. Má, tao quên cong cái chân rồi. Tôi quên cong cái chân. Ok, thôi, thế thì bây giờ mình sẽ qua cái đầu trước đi. Rồi. Diễn viên múa ba lê chuyên nghiệp Si Giang Go. Tôi cay lắm rồi mọi người ơi, tôi cay lắm rồi. Tôi cay lắm rồi, xíu phải ra làm quả coca mới được. Cay quá. Cay quá. Rồi làm gì cũng phải vận dụng cái đầu. Ok, để đầu xuống. À, như này mà ngoài đời là bây giờ công an tới còng đầu rồi đó. Như này mà ngoài đời là bây giờ công an tới còng đầu đó nội. Đập cái bể cửa kính thôi là công an đã tới rồi. À, đúng là game tật nguyền. Nào, tại sao lại là Gento lúc này? Ok. Ok, đo đường rồi. Yeah. 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 That's right. That's right. Mày bắt đầu mày đi đúng hướng rồi đó Go à. Bây giờ ngóc cái đầu lên nè. Hình như chưa được, hình như chưa ngóc cái đầu lên được.
Má gần laser quá mọi người ơi, gần laser quá. Đừng. Đừng. Chết đó. Đẩy tới xíu được không? Không được luôn. Đừng. Đừng. Nói rồi mà chết đó không nghe. Trời ơi. Nào dùng cái đầu tiếp đi con. Mày dùng cái đầu tiếp đi. Lật. 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 Đúng rồi. Rồi dừng. Rồi bây giờ Sento nè. Bây giờ Sento qua nè. Cái tay này cụp cái pha lại. Trời ơi vậy mà cũng trúng. Trời ơi. Má game này điêu nha. Game này điêu nha. Đá ra quả đó là không trúng đâu đó. Game này điêu rồi. Gồng lại không? Nên gồng lại không? Không 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 nên gồng lại. Qua được qua được qua được qua được qua được. Ê ê ê ê. Bảy ơi, bảy ơi. Bảy ơi. Má bảy ơi. Đúng rồi. Từ thôi. Từ thôi nha. Ok. Kabarara. Kobe bay. Trời ơi. Quang bóng quay giùm cái đi trời. Quang chỗ này một tiếng đồng hồ rồi. Ôi, chắp tan lại ông trời. Đừng mang đau khổ đến người con yêu. Cống chân lên một dáng thật là đẹp. Ok. Má nãy tôi qua được rồi đó mọi người. Tính ra nãy có một đoạn tôi qua được rồi đó mọi người đúng không? Mà ngu. Trời ơi nãy có một đoạn qua được mà ngu. Giờ sẽ để cái chân xuống. Chưa được, cái chân này phải xuống trước. Như này. Đó. Ok. Ok. Một cái giò qua được rồi. Cái này không cho chỉnh cơ thể mới đau chứ mọi người. Cái này mới cho chỉnh cơ thể là qua nãy giờ rồi. À! Trời ơi. Trời ơi hồi nãy qua được rồi mà. Game deal. Game deal. Game deal. Ây da. Ây da. Trời ơi giật nó bồ luôn. Má game deal. Trời ơi, để tao qua được rồi bà, game deal. Trời đất ơi. Ok. Từ thôi. Má nó. Là vợ của ba nó. Đừng. Đừng.
mọi bước, những bước đi đầu đời của con đây nè. Nè đây là hình ảnh của tôi lúc 1 tuổi tôi mới tập đi. Ok chưa mọi người? Đây là hình ảnh của tôi lúc 1 tuổi tôi mới tập đi. Trong thiểu năng không chịu được. Ok bình tĩnh. À nãy tôi sắp qua được rồi đó. Ờ đó tôi sắp qua được rồi đó. Mà game điêu mọi người à, cái game này nó điêu. Ok. 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 Vậy cùng chung được nữa hả? Vậy cùng chung được nữa hả? Game ảo vậy? Ok. Ok, làm lại công thức cũ, công thức cũ, công thức cũ. Nào, công thức cũ, công thức cũ. Ok, công thức cũ thành công, công thức cũ thành công. Dừng. Cái tay này khả năng cao là chạm lắm nè. Xuống. Đúng rồi. Đúng rồi, xuống, đúng rồi. Yeah, 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 yeah đánh rồi. Yeah đánh rồi, ok baby. Yeah. Từ từ. Lộn mèo quá. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi con ơi. Let's go. Let's go baby. Ê đừng, đừng quay lại đó, đừng quay lại đó, đừng quay lại đó. Đó là địa ngục, đó là địa ngục. Mày quay lại đó là 18 tầng địa ngục đó. Mày chọn đi. Dân dương thế hay là 18 tầng địa ngục, chọn đi con. Đừng. Ok. Đây công thức cũ, công thức cũ, công thức cũ. Má nó không có công thức cũ nào đây hết. Bây giờ sẽ phải chống lên như này. Xong chống một tay lên như này. Rồi bây giờ mới công thức cũ được nè. Đó. 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 Nào nói đi nào anh em. Nói đi nào. Tôi bắt đầu làm chủ được cái con game này rồi. Tôi bắt đầu làm chủ được tay chân của mình rồi. Let's go. Let's go. Ok, let's go. Má cái thế này nó hơi kỳ. Nhưng mà không sao, ok, let's go. Nào, sắp qua được rồi. Sắp qua được rồi. Ok, let's go baby. Cầm cái giò mày lên. Thôi, rồi, qua thôi nào. Qua thôi nào. Woo. Xe tô. Let's go. Ok, ok, rồi, xe tô tiếp, xe tô tiếp. Nào, như này. Ê, bậy, 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 đừng, 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 đừng đi ngược về. Như này, đó, ok, let's go, baby. Ê. Ê, bậy ơi, lộn ơi, lộn ơi, lộn ơi. Hai như này,
xong rồi hình như là mình sẽ kéo như này. Ủa nó đi lùi về à? Ok, mình sẽ để hai cái tay đằng trước. Đi lẹ đi trời, đứt ngay trước mặt rồi, đi lẹ giùm con cái. Má nó không chịu đi luôn anh em ơi. Giờ tôi lắc không chịu đi luôn. Hồi nãy đầu game lắc thì được nha, giờ lắc nó không đi luôn rồi. Sao nằm ngược lại trên đây? Không được, đừng nằm ngược lại trên đây. Đi xuống. Đi xuống, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Let's go. Yes. Let's go. Yes. Let's go. Let's go! Yeah! Bao nhiêu vậy? Let's go, baby! Trên TikTok và hơn 1.000 người coi tôi ở trên YouTube nha. Cảm ơn em nhiều. Yeah, let's go. Tạm biệt em và các bạn, em là chị, bye bye, bye bye. Má, phá đảo được rồi, con làm được rồi, bà ơi, let's go.